tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa anh bóng hai đứa này đâu, những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác tiếng que sầu. Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng đón nghe.
Thank you.